toàn ở tầm 7, tầm 3 không, tôi cái mà qua bởi mà những người đó toàn là biết rằng mỗi ngày ta tiêu thụ 50 tấn gạo, nhớ kỹ một cái cửa hàng của bà qua bán 50 tấn gạo mà chẳng hề đóng thuế một đồng bạc nào từ xưa tới giờ là vậy. Rồi ok ta nắm được rồi, nó rõ ràng là những người mà phùng hoặc là phụ giúp cho nhà nước chung tay chia sẻ hay là những doanh nghiệp, mày hiểu không, những doanh nghiệp chứ thực tế người dân chẳng có con mẹ gì cả, thì đừng bao giờ nói hở tụi nó có cái câu cười rồi mà mày ăn tiền thuế của dân mới làm cái gì. Ồ muốn muốn nóng lạnh quá tôi muốn ỏi về luôn, mà tôi nói làm chi, bởi tấm thành trả lời của bà, bởi vì người dân ở thành phố họ nói là thường thường tụi Trả dân tiền tụi lên em xong. không bao giờ đóng tiền thuế, chỉ có đóng thuế môn bài thôi, đóng thuế bảng hiệu thôi, còn thuế về thuế coi như là thuế mà để gọi thuế tiêu dùng không không thấy lắm, đó là người dân không đó, mà thậm chí đại lý gạo còn chưa đóng, đừng nói mệt. Tao cũng chẳng muốn bàn cãi nữa chi, mà tao chỉ khoái là tôi là có một câu mà nói là người dân ở thành phố là không sợ thiếu ăn, tất cả mọi người đều no đủ, đấy là được rồi, vậy tao khoái rồi. Đấy, nhưng mà tụi nó vẫn xuyên tạc, nó vẫn nói là này kia, tao đâu có thể nghe chi đủ, mà nghe nó nghe giống như vậy là thằng hướng nó đưa lên nó đủ, mới sáng sớm ra thấy nó đủ xác chết cục đường kia, đủ má bình luôn má Cái nít đấy. nào bố, cái nít nào vậy bố? Cái này ở ngoài cái nick này là của thằng Trần Huấn, là thằng đây là thằng quân chống luận điệu xuyên tạc mà ở Ba Que gì đó, thằng thằng Huấn, thằng Huấn Nguyễn, Trần Huấn này dễ thương lắm, thằng này chuyên môn mà nó làm những cái bài, nó làm những cái mà thí dụ như tụi kia là xuyên tạc là nó đưa cái hình của nó, thằng này hay lắm, thí dụ như lấy một cái hình ở đâu bên Afghanistan nó xuyên tạc Việt Nam mình, thằng này lấy cái hình góc liền, nó tên Trần Huấn, Trần Huấn Nguyễn nè, thằng này rất là dễ thương, này là cũng là dân thứ dữ á, mà nó hiện giờ là nó đội trưởng đội dân phòng đó, tên nó nè. Thằng này nó có cái hay là nó phai đao mấy cái hình mà tụi kia lấy lụm á, đồ má thí dụ như đường Nó xá truy liền không? Nó nó sẽ truy truy là ra được, là nó truy truy cái hình gốc, truy cái hình gốc nó nằm ở đâu, mà đa số toàn ở nước ngoài không, mà thí dụ như ở bên Thái Lan nó có một con đường mới vừa xây xong mà nó bị đứt tan quát ra, xong cái nó lấy cái hình nó chụp với nó nói đồ Việt Nam mình làm được vậy đó, đồ má thằng này hay lắm, đồ má nè hình này đâu có Việt Nam, hình này bên Thái Lan, đồ quá đó, chung cười thằng này hay lắm, thằng này những gì rất là hay đó, cười lắm. Thì nói qua những cái tiêu chí đó, tôi nói mày thí dụ như nó đâu phải giống như người ta vân hơi, nó khổ cái này. Cái sự xuyên tạc của nó là không, nó vô bờ bến, cái này nó xuyên tạc thượng vàng hạ cám, cái gì nó cũng xuyên tạc, có thể cho tao cũng từng nói mày rồi đó, đủ mày dấp cục đá mà té đủ cũng xuyên tạc, chứ đừng nói chi mấy cái chuyện khác, từ thức ăn thấy rõ ràng, từ hồi xưa giờ tao buồn cười tao nghĩ đi ngẫm đi nghĩ lại rồi, từ biển đảo nè, rồi gì khu đặc khu nè, cá nè, cây nè, nói chung là được cái thứ gì nó cũng xuyên tạc được, cái gì nó cũng xuyên tạc được, cái đó thậm chí độ mà đi ra mà cái quần mà xệ mà lọt lọt cái quần slip ra nó cũng xuyên tạc nữa, đủ mà tôi đừng nói miễn tụi này chán, nhiều khi nói tụi nó mà thấy giống như thằng Huy nãy nói đủ, nói chuyện với tụi nó nói chuyện với đồ gối một xíu thôi, hay mà đụng tới đó là nói văn nói vẽ nói lý nói luyện luận đồ đủ mà tụi mà mình hỏi lại nó mình cho tôi biết cái điều đó là đủ tao nói không được kìa, cái đồ quái đản khổ mà chẳng có biết con mẹ gì chứ, nó thẳng đầu óc thì ngu si chứ mong lấy hở cái là người ta nói hớ hoặc là người ta nói nhầm hay là tới gì là bắt đầu làm dí nó dí nó vô tên chết đủ, Đúng rồi, tao cứ vừa canh mấy canh cái sơ canh hở ra chút xíu gì cái là nó chụp vào nó thế này thế nọ. thì tao trả lời gọn luôn, đủ tao nói lộn tao nói lại được không, tao người dân tao có quyền đó, phó thường dân là chức lớn nhất với mày, phó thường dân Nam Bộ là chức lớn lắm á, tao nói lộn tao nói lại lại vì tao được không, má tụi mày ngang bằng tao không, tào lao mệt thiệt, mỗi nói chuyện với tụi này trời ơi, nó thằng này đâu phải đi mình thằng này đâu, trên cái đám mà xuyên tạc Việt Nam nó còn nhiều lắm, trên YouTube á đồ má cả đống đồ mà, nhưng Đúng mà rồi, cái đám nó YouTube nó cũng ghê lắm bố. Đám trời YouTube nó cũng lồng ghép rồi, nó trắng trợn lắm. Từ bên đó là có cái là mình không phản biện được. Đó, mình không đấu tranh lại được, khổ vậy, mình chỉ lấy nội dung của nó mình nói đúng thôi. rồi mình về mình nói thôi, nhưng mà đâu có Đó. cần, để tôi nói cho mày nghe nè, cái hơn của mình của tụi nó là bởi vì những người dân ở Mỹ ở Úc ở Canada này kia họ đã đều về Việt Nam và họ đã tiến thân,
Còn câu chuyện họ đụng chạm với tụi nó, họ không thèm là bởi sao biết sao, họ đụng chạm với ông kiểu đụng chạm với thằng hủi thì đụng chạm với con mẹ hay gì ơi chứ đâu. Mày nói mày kia nói thẳng là nó nói gì là nói, là rốt cuộc cái chuyện chủ yếu của nó là cũng câu like câu view là chi, để nó kiếm tiền YouTube mà thôi, nó cứ biết con mẹ gì đâu. Có nhiều nói chuyện đứa đủ nói chuyện giống y như khùng vậy mày, nó ngô nghê đến mức độ, ngô nghê đến mức độ là không tưởng luôn á. Tại vì đó ta mình không cần phải bàn cãi, tôi làm chi mệt muốn nói gì mày nói. Người dân Việt Nam trong này mà ở trong trứng mà không biết trứng làm sao à, đụng rồi đụng mà rận mà được không hơn trứng, đụng mệt quá, trứng mà được không bưng rận, quên nữa lộn cái không, tao nói đụng tao lại được này đụng quá lại vì tao cái khổ lắm là mệt đụng, nhiều cái chuyện rồi bố mệt. Xe quay xe lại thì hiện giờ tao ủng hộ cái vấn đề coi như là nhà nước mình áp dụng cái nghị quyết 16 nè, cái chỉ thị số 16 này là cái chỉ thị rất là căng và có thể là người dân bị thiệt thòi, người dân sẽ bị không có tự do, nhưng thà không tự do 3 tuần còn đỡ hơn không tự do suốt đời, cho bởi vì nó nằm mẹ đất rồi, nằm chôn mẹ rồi còn gì đâu chơi. Cho nên vì chỗ đó tao quan nên đã vậy, tao đã từng nói với mày cách làm trước rồi, khi cái nghị quyết này ra đời đương nhiên ép buộc người ta người dân là không sinh hoạt ngoài cộng đồng ngoài xã hội thì nó sẽ xảy ra phát sinh ra những chuyện người tiêu cực cả như là cướp giật này kia để cái gì đó, thì tao đề nghị làng nên bắn bỏ, bắn đi làm gương hiểu không, để sau này khỏi loạn, bắn một thằng thôi hai thằng thôi đủ má là tử tới già đủ bao nhiêu là xong, đừng có làm gì rõ ràng giống như cái công Duterte gì ở bên Philippines đủ ma túy rồi đủ hai đụng rồi bắn khỏi báo cáo đủ mà mấy ngàn người chết vì ổng á, nhưng mà chính vì cho nên là thấy ông sẹt liền đủ bắt nhiều qua bà sẹt liền đúng ai cũng sợ liền khổ. Thật ra thì muốn nói gì đó có nghĩa là đối với mà phản biện những cái đám này không, ta bây giờ ta không có nói gì rẻ, không có dẫn chứng mà không có cái chuyện mà so sánh chó gì cái lên là chửi thôi được cái thôi, ở xàm xàm quá mà đủ chưa chi nó tuyên bố rồi đủ xác chết đầy đường đủ má xe cứu thương rầm rũ chạy gì lò thiêu chịu, nói chung là đủ mấy nó coi về Việt Nam mà hiện giờ giống y chang như Ấn Độ vậy đó, tào lao mọi người khổ mình cãi là mày cãi làm cái gì, nó chửi cãi phải không, thôi xin đầu thay thay vì mày chửi thay vì mày cãi nó đủ mà tốn nước mọt mà đủ mà khó rồi có câu Hôm hỏi gì nữa qua không sao. rồi sao hôm qua gia đình con rể con gì đó thì vui vẻ chưa, đi đi về lại Ấn Độ chưa? Đâu phải đâu về lại nó bên Cali chứ đâu Ấn Độ, Ấn Độ đâu qua Cali, nó là rể nó người Ấn nhưng mà thằng Ấn nó À người liên Ấn minh hả? À nhầm ờ rồi, nó là từ ờ nó bên từ Cali, vợ chồng nó bên Cali thì vợ nó về thăm tao trong dịp sinh nhật của tao thì chồng nó 2 tuần sau nó mới về, về xong bây giờ nó ở hết được 1 tuần rồi bây giờ nó trở về Cali làm việc thế thôi hiểu không, à. rồi vài, vài bữa thì ông vợ nó đi theo về giờ, nhưng mà ông vợ nó thì vẫn còn ở đây chưa về, bởi vì công ty gốc á của nó nằm ở đây Có tụi nó bên này đó. à, dạ, có ai vì khỏi bố câu riêng tư cái là ở trong gia đình đó, bố là thứ mấy à, thứ mấy trong gia đình Trời ơi, mà tao tao bự lắm nha mày, bự lắm á, tụi trưởng bự nha, trưởng trưởng mà trưởng nam luôn mới là ghê, thứ còn nhất hay hả? còn cái này ghê nữa, còn người ghê Cái nào cái nào còn có mình tao là con trai thôi, đồ má mới là cái ghê thế chứ. Bốn đêm lẻ rồi mà à, đứa nào đây lên chiếc bà hết rồi má khổ quá bố bây là anh giờ hai ghê mà, bố là hơn anh hai mà, đúng rồi, bây giờ anh ủa Sơn gọi bố là anh hai cầm đúng không? bởi Đúng vậy rồi, trời à đúng dám rồi. đâu có dám, đâu dám gọi anh ba, gọi anh hai thôi, gọi anh ba chết à đó vậy đó ghê tao ghê Con gái bố kìa, con gái bố Hoàng Yến gửi lời chào bố đi ngủ trước, rồi. đi Thôi ngủ trước. thôi để ngủ để chồng có đợi Chết cha chồng thì đang xa. đâu ai 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 Hoàng Yến hả, quyến chồng đó hả, trời ơi đây xa đâu xa thì nó bất quá lên vô trong thành phố Hồ Chí Minh nó tiếp cứu thôi ủng hộ mà gì đâu, thì xong qua thì nó qua nó lại hoài thì nói chung thì bây giờ cái lực lượng mà chống phá Việt Nam nó không còn mạnh mẽ như ngày xưa nữa, thì nó yếu dần và nó suy sụp, mà thấy rõ ràng bây giờ nó không còn cái chuyện mà dữ dằn cái áo vải, bởi thường thường
con người ta mà có lý tưởng thì đấy, còn cái gì ngày xưa người ta sợ người ta không lên tiếng thôi, nhưng sao bây giờ ta hết sợ rồi, ta thấy ta hết sợ, kể cả những người dân như ở bên Cali họ cũng lên tiếng nói, họ không đã phá ai cả, họ nhưng mà họ nói lên cái chính kiến của họ, là bởi vì cái thực thể của cái chế độ cũ đó nó không còn tồn tại nữa, nên ra đâu có gì đâu phải nói. Mà bây giờ mình là người Việt Nam, mình nhớ về quê hương mình ủng hộ những cái việc mà người Việt Nam mình làm đúng, chứ cái chuyện nó chuyện bình thường mà, nó không thấy không có chuyện gì mà sai trái cả. Kể cả giống như Phong Nguyễn, thấy không, ở Tampa Dạ. Florida nó cũng lên, nó cũng nói bình thường, bởi vì mình chỉ nói một điều là yêu cầu anh nói thật, thấy không, đừng có là xạo Đúng là được rồi. rồi, nó đủ, nhưng mà nó khổ cái bệnh, nó xạo bệnh, nó bệnh buông đời, nó không có khi nào nó nói đúng chân rồi, biết đéo gì, hỏi nó hỏi mày biết cộng sản là gì không, biết sao không biết là sao, cộng lại cộng lại thì chia đều ra đó, đúng đùa quá, nó không hiểu vô chạy tiểu lắm, nói chuyện với mấy người đó rồi cộng đi cộng sáng đi thì cộng hết lại chia ra đùa quá, đùa quá ghê thiệt, đùa quá nghe nó dễ nghĩa quái luôn, đùa. Thôi ông lão ông nội đùa quá, mở thì nói chuyện với mấy khùng, nói chuyện đâu léo gì cho nó mệt khỏi, thấy không, thôi để dành ra Dạ. rượu, để ra rượu ta đi chơi hoặc là đi ra ta sắm đồ chứ bà thiệt tình. Ghê thiệt. Ok, tao lên tao vừa nói cho mày nghe những cái điều phát triển ở nước Mỹ, phát triển cực độ mà rõ ràng có những thành phần mà cái rõ ràng rất ư là khùng khùng đến biến bậy bạ, đủ có cái chỗ ta lao tông người ta đang đi lây đó, cái đó là cái thùng đựng nước đây, ta nhúng lên ta lao lao sàn nhà mãi vô vẫn còn cái ỉa luôn đó luôn. Mà thấy rõ là bộ đất nước văn minh nhất thế giới đó. Đúng rồi. Đâu, có thấy rõ ràng không? Đâu, rồi. Mà thì tao nói ít tao đưa tao lên để gì, tao hiểu mày hiểu rằng ở một cái đất nước nào đều có tiêu cực, không lớn thì nhỏ, thì Việt Nam cũng không tránh khỏi, mà thằng Mỹ là vua tiêu cực, mày hiểu không, thì đừng Đúng bao rồi. giờ mà nghĩ cái chuyện đất nước mình là vậy, đừng xuyên tạc mà gặp tao là chết, đừng có tào lao hở thằng nào giống như bên tầng Thái đồ má nước Mỹ rồi vứa đi đồ má thiệt, mày nghe chưa, nhiễm sắc thể COVID-2 là data điện đang quay giờ đang hoành hành nước Mỹ đâu mấy em vậy mà chưa sang vắc xin thì mới đủ má tào lao đủ má Ở bên Mỹ bố hiện tại là đang quay ra, nó đang quay ra có lại bùng phát mấy bang, bùng phát rồi, thí dụ mình có thông tin không? có rồi, tao mới đang hôm qua kia mà tao đang rồi mà Chưa, con chưa thấy. chưa thấy hả? Tao có đăng rồi, người đàn ông gốc Việt là tấn công vào tòa nhà Quốc hội bị bắt rồi, mày có coi chưa, Chưa, tuần lễ chưa. mực tuần lễ 4 tháng 7 bắn nhau hơn 400 vụ, mất mất mạng hơn 150 người, nó lễ mà nó bắn nhau vậy đó, biết ghê không.